sinh nhật rất là đặc biệt, và một trong những người có sức ảnh hưởng rất là lớn với Sài Gòn Bến Thời đó là quản lý truyền thông của đoàn. Xin happy birthday nhà báo Mẹ Thuận. Anh Mẹ Thuận à, mời anh đứng lên sân khấu ạ. Cúc ơi ơi. Thank you.
Bằng Ngô à. Rồi, cô đứng đây chờ chú nè. Dạ rồi, cũng xin phép chờ cô là máy dòng loại 1853. Đế ơi, 1853. 1853 hợp lệ cho bán đèn cho anh. Dạ rồi, con số 5 vừa đi qua. Có 1. Con số 11. Có 2. 23. Có 3. Dạ, 52. Hợp lệ. Dạ rồi, chúc mừng cô chờ con xíu ạ. Cái giọng dò số 1 ngày luôn á trời. Rồi, 1854. 1854 hợp lệ. Con số 5 vừa đi qua. Có 1. Con số 11. Có 2. 23. Có 3. Dạ, 52. Hợp lệ. Dạ rồi, chúc mừng anh trai. Mình vô trong mình lãnh quà giúp em luôn ạ. Vì qua đã có hai chủ nhân may mắn gặp gỡ vòng lại cờ này rồi. Và bây giờ chúng em cùng xin bắt đầu tiến hành bốc thăm lần thứ hai cho anh chị mình với vô trợ trị giá là 300k và kèm theo đó là lượng khí đạp sườn từ cơ sở bếp Bà Lộ của chị mình nha. Đó, quý chị mình ơi, còn nếu chúng ta không tiện đem xuống đây có thể nhờ các bạn diễn viên để cầm xuống giùm quý anh chị mình luôn nha. Đó, ai sẽ là chủ nhân may mắn tiếp theo nhận về cho mình đó là những thứ vô trợ trị giá 300k. Với thứ vô trợ này chúng ta có thể dùng lại mua vé, mua thức ăn, nước uống hoặc là chúng ta có thể mua vòng hoa tặng cho diễn viên vẫn được nha chị mình nhé. Chào quý chị mình ơi, là kèm đó là nửa ký đặc sưởng từ cơ sở bếp Bà Lộ đó, rất là ngon đó. Rồi còn ai nữa không anh chị mình ơi, và chúng ta vẫn còn một lần bốc thăm ở cuối chương trình nữa vào lúc 11:30 với vô trợ trị giá là 500k kèm theo đó là nửa ký đặc sưởng. Rồi, đây bỏ dùm cho chị gái vậy luôn nha. Rồi quý vị, nếu như mà khán giả mình yêu mến đồng Loto Sài Gòn Tâm Thời, chúng ta nhớ nha, lịch diễn của đồng Loto Sài Gòn Tâm Thời vào những ngày cuối tuần thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật bắt đầu vào lúc 18 giờ. Bà con nhớ nha, mình có bạn bè, người thân mình nhớ quảng cáo, mình đến đây mình phải có những cái phần giao lưu cũng như là những cái giây phút thư giãn đến với những con loại Loto. Và bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu đếm 20, tiếng đếm sẽ được kết thúc cái phần bỏ những cái lá thăm lần thứ hai vào đây nha quý vị. Mời người đẹp. Dạ con, anh chị nào nữa không ạ? Dạ, nếu không còn anh chị nữa thì bây giờ chúng ta xin mời Thanh Huy mời Tấn Đạt với Quân một bàn tay. Đó, chúng ta hãy ta đảo lộn lên cái thùng phiếu này. Dạ. Rồi. Bàn tay hả? Dạ, còn anh chị nữa không ạ? Còn chúng ta không tiện xuống thì ngồi dưới kia chúng em lên xuống giùm cho anh chị này luôn nha. Dạ, bây giờ. Rồi, đây, đây, đây. Người đẹp An Nga, đó Ali Sabel, con cá kèo nướng khét. Đổi giùm chị đúng không? Rồi đưa đổi giùm chị đi nè. Rồi. Hết rồi, bây giờ bắt đầu. Bàn tay vàng trong là trộn bánh tráng. Đây. Rồi, trộn lên. Bên trái lên phải luôn em. Ống ba la xì mùa. Đó. Ống ba la xì mùa. Ống ba la xà đằng. Đó. Rồi. Và bây giờ lá thăm tiếp theo. Giơ lên lên lại. Rồi, không có gì hết. Đó, thấy ghê chưa? Rồi, bắt đầu xin mời tất cả. Móc ra một con đúng rồi đây sao 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 kiểm ban cho chị luôn nha. Anh khóa 945. Anh khoa số điện thoại là 945 nha. Anh khoa ơi còn ở đây không à? Rồi bây giờ mình đếm 5 tiếng đếm nha. Anh khoa còn kìa, còn kìa. Đây anh khoa còn kìa rồi, anh khoa may mắn quá anh khoa ơi. 1870 kiểm tra mã một loại luôn sao đi về cho khoa. Rồi đọc mà ký hiệu cái số điện thoại. 0932 7 0945 anh Khoa mã dùm lại là 1870. Hợp lệ nha, rồi hợp lệ nha. Rồi, ở trong đây là có công thức vô trợ mua hàng trị giá là 300 và còn có đáng được trường biết bà lộ. Và chúng ta phải nhớ xài những thứ vô trợ trong ngày hôm nay cho quý vị được nha. Chúng ta quên chúng ta cầm về nhà là không còn giá trị nữa. Rồi. Và bây giờ chúng em cũng xin và khép lại chương trình ốc thăm lần 2. Và bây giờ bắt đầu sổ số trong thời này và dẫn cho một lần ốc thăm ở cuối giờ nữa quý vị mình nha. Dạ bây giờ quý vị có vẻ chúng ta đang chuẩn bị giờ số nha quý vị nha. Chúng ta còn vài vòng lợi nữa thôi để khép lại chương trình nhà đặc biệt tối nay rồi. Nên là các nhà mình nhớ còn ở lại bao nhiêu, các nhà ủng hộ bấy nhiêu. Và nếu như mà các nhà đến và ủng hộ đoàn thì nhớ nha, thứ năm tuần sau, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật tiếp theo tuần sau, đoàn sẽ được phục vụ lên đèn phục vụ xuyên suốt của những ngày cuối tuần. Dạ bây giờ quý vị có vẻ trên tay dòng lợi này bắt đầu chuẩn bị giờ số